sau hơn 5 năm hẹn hò, hoa hậu thu hoài và bạn trai doanh nhân kém 10 tuổi, Tống Nhật Chí đã chính thức đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên cô phải hoãn đám cưới vô thời hạn. Cho đến ngày 30 tháng 7, Hoa hậu Thu Hoài gây chú ý khi đăng tải ảnh con gái cùng chiếc ô tô xịn sò và tiết lộ đây là món quà từ ông xã. Trên trang cá nhân, nàng hậu viết, biết viết, tạm dịch, món quà to bự từ chú chí làm cô ba bổ ngửa. Vượt đại dương, gia biển lớn làm người tử tế và thành công con nhé. Có thể thấy, dù đã chính thức về chung một nhà nhưng ông xã và con gái của Thu Hoài vẫn xưng với nhau bằng chú, con. Dường như cách gọi này khiến gia đình cô cảm thấy thoải mái hơn. Hoa hậu Thu Hoài khoe chiếc ô tô xịn sò so ông xã tặng con gái. Ông xã Thu Hoài có mối quan hệ tốt với con gái của nàng hậu. Trước khi quen và tìm hiểu bạn trai kém tuổi Tống Nhật Chí hiện nay thì cô đã có ba mối tình, trong đó có một lần kết hôn với người chồng Đài Loan. Cô có cả thảy ba người con gồm hai trai và một gái. Sau khi ly hôn, cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân và cố gắng tìm cách bù đắp cho các con. Trước đó, Hoa hậu Thu Hoài và chồng đã tổ chức tiệc đính hôn trước sự chứng kiến của các con. Ảnh Facebook nhân vật